Lộc nấy cháu mô hình chuyển đuôi dậu khẩn ven Tân Sơn đang hái thêm hiệu quả lai. Like. Nấy chăn sẽ là động lực theo hẳn dậu khẩn ven phát triển sau hoi bậc diện tích chuyển đuôi. Ven Tân Sơn sẽ đá mây cháu kế hoạch sau mầy cháu cơ chế chính sách đeo đơ hé vết cục nả đeo tạo điều kiện hé hân dậu nấy. Bao gian chuyển đuôi cháu loại cơ bọc treo cục kên thực hiện chủ trương của tỉnh cũng như của huyện của xã thì chủ trương chuyển đổi hồng đáy, thánh, hồng ven, hồng sọ, so. đều vận dụng cháu chính nước. sách không đơn Điều là đền, nôm. Đền, Sư đã, ủy ban nhân dân sọ sẽ đã tích cực vận động, các, à, đá, vận à, động cháu lát đầu tư, lân xa theo khảo sát, theo đầu tư, đợi trực tiếp thế hất cục là sẽ là cháu lát cầu kênh kinh doanh, Ủy ban Nhân dân xã C đã động, tổ chức hay hộ, cháu lát dân, cháu lát công kiến kinh doanh, cháu hợp tác xã hay tham quan cháu, cháu mô hình rộng Sơn La, la Thanh Thủy, cháu tham cháu xã cơm. Từ Sơn La rồi là Thanh Thủy, rồi là một số cái địa bàn khác. Qua đánh giá, cháu mô hình chuyển đuổi cơ bọc, bước đầu sẽ ao ma đấy hiệu quả thang hay cháu lan cục nả có phân cục mầy hiệu quả cháu chương trình mục tiêu cục kênh cục nà nông thôn rau khẩn ven tân sơn tăng mả, con cháu kết quả đá đất đáy về chuyển đổi cơ cấu cơ bọc và nâng lộp cháu hạn chế nâng quy mô chuyển đổi cháu loại cơ bọc dậu cháu xa nừng mầy tính thơi vụ mắng bên vững sao nừng ý lệ thiếu tính liên kết vùng tập trong quy mô bậc nọc hòn ăn gắn kết giữa vết cột kênh chế biến sau hai cháu doanh nghiệp đầu tư háo vết cục nà, nhất là đầu tư háo hết cục ken kèm chuối giá trị, tá vết cục ken lần vệch 2, đừng nói. Năng lực tiếp cận thị trường, tiếp cận công nghệ hông hân cục nà sẽ nừng hân chế, đều khắc phúc cháu ăn hó hong, ven tân sơn, đang tập trung chỉ đạo cháu sơ, chủ động phối hợp chặt chẽ con cháu cơ quan chuyên môn, tổ chức hoi cho lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với cục ken hay hân cục nà chỉ đạo cán bộ khuyến nông cao hẳn cục nả, cục chăn thay vụ, tuân thủ chăn quy trình kỹ thuật, nâng thang giá trị hồng sản phẩm, liên kết con cháu doanh nghiệp, hợp tác sơ, dậu khẩn thánh phú thọ, đều hai cháu hồng cục ọc, hãy hơn cục nả. Phòng sẽ tham mưu cho ủy ban huyện tìm một số phòng sẽ tham mưu hãy ủy ban đó, nhân dân ven là, là quán cháu quán doanh tông, nghiệp mấy tiềm năng sâu quan tâm lên với cục nả đều xây sản để phẩm máy hát dầu cần bên song song con thích không bên sẽ sánh hoàn công nả với tham quan tham, tham, quan, tham, tham gia cháu hội phơi đều quảng bá sản, sản phẩm là tên hai con cháu ven, cháu thánh dũng khái một số tỉnh trên địa bàn mang tính bền vững ven tân sơn sẽ đang cầu hận cốc nả đặc chú trọng nâng thang chất lượng hoang sản phẩm luôn đảm bảo tiêu chuẩn viết cáp cung cấp cháu sản phẩm xanh hay hân xây, ao thoại ăn niêm tin, lần hân xây, con phải hong sẽ tạo mọi điều kiện mà hành lang pháp lý, hay cháu lan mời mục đích chuyển đuôi, hỏi bậc diện tích, sau quy mô, cục kênh, đều đảm bảo hiệu quả kinh tế, sau cơ cấu cấp hồng ven.